Mày chỉ cần nhớ chị chú một câu đầu thôi. Nhà là có nóc. Anh đi nha. Có thèm vô không? Em bây giờ chỉ cần ăn, chơi và làm đẹp thôi. Thế giới cái đẻ lò. Thế giới cái đẻ lò. Nhà kia không? Dạ. Nhà là có nóc. Nhà là có nóc. Có khách rồi, chắc là phải đi quá. Khách giờ này anh đang cà phê mà. Vợ kêu phải không? Không cần coi tin nhắn không? Mày chỉ cần nhớ chị chú một câu đầu thôi. Nhà là phải có nóc. Anh đi nha. Rồi. Ý, em mới tới hả? Ủa, giờ này mới về hả anh? Bạn tới chơi sao không mời bánh trái đi? Nhà mình đâu thiếu gì đâu. Anh nói giỡn thôi, để anh vô chuẩn bị cho. Em ngồi chơi á. Không? Sao không đi lau nhà đi, anh còn ngồi đó làm cái gì? Sao giờ này anh còn chưa đi đổ rác nữa? Anh nhìn cái gì mà nhìn? Tắm bị hư rồi, anh vô coi giùm em nha. Từ từ đi em. Anh đẹp này phải không? Dạ. Mấy nay em hành anh quá hả? Anh coi mấy cái này á, để anh tính đánh em hả? Mà không dễ rồi. Em nắm tay anh nha. Đi. Người khác đi, em đang nhanh mộng. Làm vậy chết anh rồi. Tới giờ vậy nha. Em ráng xong trong tuần sau cho anh được không? Vậy ha. Bye em.
nha. Ủa gì mà coi hoài vậy? Em thấy nó trễ lắm rồi. Dịch đối tác trả chậm. Em có biết tình hình công ty khó khăn lắm không? Sao em ngồi em cầm ràm hoài vậy? Anh không phải con em đâu. Cái vấn đề này anh phải tìm hướng giải quyết chứ sao anh gắt với em làm cái gì? Vốn dây dòng không kịp em. Khách chưa thanh toán cho mình, mình cũng chưa trả lương cho lính nữa. Anh cũng thử nhiều cách rồi, nhưng mà giờ ông lại dồn tao tới đường cùng. Không biết sao năm nay xui dữ. Anh nhớ hạn tầm tay, năm tuổi cũng qua hết rồi. Hay là em gọi cho mẹ nha. Không được đâu em. Mẹ lo cho mình xưa giờ, mẹ cũng đâu có dư giả gì đâu. Hay là mình ra ngân hàng. Em quên hả? Khoảng trước mình còn chưa đáo hạn nữa mà. Hay là anh nói với mấy anh thợ cho nợ một tháng nữa thôi. Là anh em chắc là hiểu anh mà. Là anh em nên mình nợ 2 tháng rồi em. Anh cũng thử nhiều cách rồi, nhưng mà nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Anh hiểu ý em, nhưng mà nó không giải quyết triệt để được. Anh có nè. Chị ơi, cuối năm rồi. Một điều các bạn luôn trăn trở vào những tháng cuối năm đó chính là làm sao thu hồi công nợ cho công ty hoặc một ai đó. Năm nay tình hình làm ăn của con nó không có được thuận lợi lắm. Thì con có coi được cái clip thu hồi công nợ trên YouTube của thầy. Nhưng mà nó vẫn còn một vài câu hỏi nó khó khăn hơn. Tại con coi trên mạng thấy tam tai 5 tuổi cũng qua hết rồi mà nó vẫn còn lại. Thì chắc nhờ thầy hướng dẫn cụ thể hơn cái giải pháp. Chứ thực sự là con với vợ con hết cách rồi. Thực ra như thế này, cuộc đời này nó có một thuyết là thuyết tam tài thiên địa nhân. Có nghĩa là thiên mệnh là cái mình muốn quyết định được. Có nghĩa là thời cuộc này mình làm theo nó giống nhau hết á. Ai khổ là khổ chung hết, bởi vì rất là nhiều việc xảy ra trong cái thời này. Rồi cái nhân mệnh, sự cố gắng của con, địa mệnh chỉ là phong thủy. Thì chúng ta có thể sử dụng phong thủy. Con biết cái phong thủy luôn là cái thác nước á, hay là một cái đồ nước mà nó vận chuyển, nó di chuyển được. Nó thể đặt ở trên bàn làm việc của con, là phía tay trái hướng thành long. Hoặc nếu trong ngôi nhà mình thì hiện giờ nếu như ở hướng tây nam hoặc là đông bắc, nhà mình hướng tây nam đông bắc, khu vực đó gọi là sinh khí, chặt đất gọi là chặt sinh khí, thì mình đặt cái phong thủy lân ở khu vực đó thì sẽ kích hoạt lên, kích hoạt tài lộc, bởi vì sinh khí sau tham lan thuận mộc nó sẽ làm cho mộc vượng lên. Hoặc là chúng ta nếu như nhà mình mà theo kỹ thuật phong thủy gọi là vượng sơn vượng hướng, thì phía bên tay phải mình con sao hướng tinh nó là con sao đem tới may mắn, đem tới tài lộc, chúng ta kích hoạt lên. Hiện giờ hình như tây nam nó nằm ở đông bắc, nó cũng là hướng sinh khí. Nếu như chúng ta tới đó, chúng ta dùng kỹ thuật chúng ta đo đạc thì chúng ta sẽ biết được là điều tốt đẹp hơn. Nên do đó là mình có thể tự nhà mình làm nếu mình thấy ở hướng tây nam. Rồi an tâm đi, bởi vì sao, con người có mệnh và cái mệnh của con đã tới đây để xem này thì chắc là mọi điều sẽ tốt đẹp thôi. Chúc mọi sự bình an nha. Cảm ơn thầy.
Em thì giờ khỏi làm việc nhà nữa nha. Anh mới thuê thêm hai người đỡ phụ em à. Giờ em đi ăn nhà hàng nha. Hả? Ăn nhà hàng luôn hả? 5 sao luôn ha. 6 sao luôn. Sao làm có 6 sao? 6 sao nè. Nani? Em bây giờ chỉ cần ăn, chơi và làm đẹp thôi. Thế giới cái đẻ lo. Thế giới cái đẻ lo. Anh yên tâm, việc nhà để em lo. Đàn ông trong nhà đàn bà sẽ có ấm mà. Feng Shui.